Bị kiếm đâm hàng trăm nhát xuyên qua cơ thể mà không hề hấn gì, người đàn ông này thậm chí còn không cảm thấy đau đớn dù chỉ là một chút. Cùng tụi mình tìm hiểu luôn nha. Người đàn ông bị kiếm đâm xuyên ngực hàng trăm lần mà vẫn không chết. Mấy cái trò ảo thuật chặt đầu, chặt tay, chặt chân này kia nhìn thì hơi ghê, chứ thật ra là thủ thuật hết các bạn ạ. Tập luyện kỹ càng xíu là hành nghề được rồi. Cơ mà cái chuyện tụi mình kể sau đây mới là đáng sợ nè. Mirinda Cho, một người đàn ông Hà Lan bị kiếm đâm xuyên ngực cả ngàn lần mà vẫn sống nhàn răng. Vâng, vị cao nhân này đã được cả thế giới biết đến với biệt danh Mirin Bất Tử. Theo đó, lần biểu diễn đầu tiên của ông là tại nhà hát Cosro, thành phố Zurich của Thụy Sĩ. Tại đây, Dacho đã yêu cầu người trợ lý dùng một thanh kiếm thật nhọn và đâm xuyên qua người mình. Lúc đầu, khán giả bên dưới đều trợn mắt kinh hãi và không tin được những gì đang diễn ra trên sân khấu. Họ cho rằng đây hẳn là trò đùa nguy hiểm nhất đời mình, cũng như nghi ngờ tính chân thật của màn trình diễn. Cho đến khi Dacho với khuôn mặt cực kỳ bình tĩnh bắt đầu đi lại, giơ tấm lưng và phần ngực trần nơi thanh kiếm đâm xuyên qua trước ánh đèn sân khấu, khán giả mới chịu tin vào khả năng kỳ lạ của ông. Mà các bạn biết không, đáng sợ hơn nữa là cơ thể của ông không hề chảy máu dù chỉ là một chút. Ngay sau khi thông tin về buổi trình diễn này được lan truyền, rất nhiều nhà nghiên cứu đã vào cuộc và cho rằng ông chỉ đang giở trò mèo, áp dụng một vài mánh khóe nhằm qua mặt khán giả thôi. Và để đáp trả lại những lời dị nghị, Mirinda Cho đã yêu cầu các bác sĩ chụp X-quang cơ thể mình với nguyên một thanh kiếm đâm xuyên qua ngực. Sau khi quan sát phim chụp, các chuyên gia đều xác nhận rằng thanh kiếm quả thực đã đi từ bên này qua bên kia cơ thể. Và khi kết quả đã rõ 10-10, Mirinda Cho nhẹ nhàng rút kiếm ra và nhanh tay ấn chặt vào vết thương trên người. Chưa hết đâu, để không ai tiếp tục đặt nghi ngờ nữa, Mirinda Cho đã đâm xuyên 3 thanh kim loại rỗng cùng lúc qua ngực. Sau đó, ông cho bơm nước qua lỗ thông để chứng minh rằng cơ thể mình thật sự thủng lỗ. Ôi ôi, nghe thôi là đã thấy đau đớn. Sao mà Dacho có thể làm được mấy chuyện điên rồ như vậy được ta? Đúng là khả năng siêu nhiên có 1 không 2 trên đời các bạn nhờ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ sót bất kỳ video thú vị nào nhé.